kim đỏ chót luôn cô bác nha. 77 km cái này đẹp tài. Tem mới chóc ha, cái nhựa đen mới chóc. Mấy này mới chóc hết rồi. Rồi cái thằng này là 770 mấy cây. Đó cũng mới chóc gần rồi ha. Nguyên combo vậy là 4,5 triệu đó, chúng ta giờ bắt cái con ốc này vô lụm nè. Ở chiếc này có ốc luôn nè. Ở cái con này cũng có ốc luôn nè, hên xui. Nhầm chiến vậy không có ốc mà phải bắt cái ốc cũ vô. Mấy cái tắt nhanh nào chữ ngờ còn mới chát các bác ha. Mấy hàng này rất đẹp. Thì cái này có bác đưa lên xe mình cứng khừ. Cứng vàng ốc tán đồ bắt nhựa của người ta cứng lắm. Nè ta thắng các bác coi mới chóc ha. Rất là êm, bên kia cũng vậy. Mới chóc được ốc tán mới tin. Rồi cái phần này em cho qua là 4,5 triệu một đầu như có bác nha. Tiếp theo là em sẽ quay hai cái bộ đầu lòng của Rim 125 này. Hai bộ rất là keng, xuất sắc luôn. Về hàng bên em là tiễn lựa để cho cô bác tiêu dùng nha. Nhưng mà cái giá nó không hề rẻ nha. Đầu và lầm Rim 125 bình xăng chục bô xá xị vậy là nó tới 7,5 triệu được đó. Không phải rẻ đâu. Nhưng mà hàng mình là hàng cọp. Hàng của mình là ngày tháng 5 2022 không à. Mình là tháng 4 2022 nè, thấy không? Mình vậy không đó, mà bên mình bán là không có đợi 21, thì 21 nó sẽ rẻ hơn, 21 nó khoảng tầm khoảng dưới 7 triệu. Nhưng mà bên mình không có bán 21 nha các bác ha. Từ bên trong bên trong mới chắc như là tờ rồi, nhìn thấy thèm không? Thấy ham quá. Đừng chen lắng quá, đừng chen lắng quá hả? Nghe nói ham. Trời ơi, có thấy ai đâu mà nói thấy ham quá. Ông xì các bác nha. Ông xì nó xài biết nào hơn. Bê tông nó bút lông mà bên trong còn quẹt, bút lông còn luôn. Quá em. Rồi mỗi một combo đầu lòng này mình bán là 7,5 triệu cho cô bác ha. Cô bác nào mà chuyển tiền đủ thì bao ship, còn đặt cọc em mới ship này. Tại cái giá trị nó lớn, cái tiền nó lớn á, thì phải có cái kinh phí em mới cho nó lên đường. Boe thùng dầu nè, cô bác coi thùng dầu này nữa, mới chóc. Mấy con ốc tán nè, mới chóc. Rồi bà con cô bác lấy cái đầu lòng mà bà con cô bác gắn vô là thứ nhất là dòng xe nè, WS 125 đà 22, 23 phụ trợ 2 phụ trợ neo kim với phụ trợ neo GT với phụ trợ X xăng cơ. Đó là những cái dòng xe đó, theo năm tháng này nó đã lão quá hết, lòng nó kêu và cam nó xè, nó gõ, nó kêu. Đó, thì cái này là gắn vô là bao êm. Với muốn êm thì tai dên của chúng ta là phải cho chắc cú nha. Chúng ta mới gắn vô cái ắc này là mới chắc cú. Nếu mà tai dên của chúng ta nó bị quơ, dên lỏng, dên kêu bạc đạn rồi, chúng ta gắn vô cái đầu, giờ chạy nó không êm, nó gõ bê tông, nó sao mà bê tông kêu. Cái đầu này là mình đặt hàng là hàng cọp, tháng 4 và tháng 5 22 mình sản xuất đây nè. Thì đem ra thị trường người ta xài nó không có được bao nhiêu km chân á. Còn cái tai dên của mình yếu, mình gắn vô đây thì cái thằng này nó sẽ quơ, đúng không? Rồi mà các bác không biết cái điều đó ha, tai dên cứng là gắn vô là bao đâm luôn. Rồi cái clip này em nhiêu đây là em cho qua, để em sẽ làm clip khác để phục vụ cho bà con. Hiện tại thì hai đầu này rất là keng, rất là cọp. Thì bà con nhanh tay. Đó, đây nè bà con ha. Rất là ok luôn. Mấy cái trái hơi gì đó. Rồi bà con nếu muốn coi hình thì em sẽ cho qua Zalo và tấm hình để cho bà con coi, để cho bà con tự tin để mua cái phụ tùng này về dọn xe chơi. Và hai cái thằng này thì khỏi coi luôn, thằng này nó rất là VIP. Chỉ duy nhất có hai đầu thôi. Rồi cảm ơn cô bác đã xem video của em ha. Bộ số ha. Bộ số Rim 125. Chịu gửi rồi cô bác ha. Mới xé bịch về tới luôn. Chịu gửi, số này đưa vô neo với phụ 2 đầu đó, phụ X nãy mình nói đó. Êm lắm. Cái đầu băng nè. Số này quan trọng, cái đầu băng đó là đẹp hay xấu là cái đầu băng đó đó. Cái đầu băng này nè. Đầu băng, mà đầu băng trắng phiếu nè cô bác ha. Khá là êm. Đầu băng trắng phiếu góc cạnh không mòn, không nhão là êm. Đó, là tức là lúc trước cái nhông sinh dĩa nó gắn vô đó nó chạy ít cho nên nó mới được vậy rồi. Số trắng quá. Số trắng phiếu ha. Rồi nguyên combo bộ số Rim 125
cho cô bác gắn như những cái dòng xem như nói là full 2, full neo, full ít. Ok luôn, rồi full mập và full led luôn. Đó thì cái giá em bán có 1,5 triệu rồi cô bác ha. Đầy đủ nguyên combo bộ số đây. Rồi số rất là mới nha. À. Hôm bữa có chú kia mua 2 bộ luôn á. Giờ gắn vô xe hôm qua chú điện lại im quá con ơi. Rồi ông đặt thêm một số đồ nữa. Bị cái đồ của rim 125 Thái á, mình biết á. Đồ ở bãi này ta chất lượng hơn cái đồ Việt mình. Cái đồ Thái mà mình gắn vô cái xe Việt thì nó chạy ra nó phải im rồi. Rồi clip này Vũ kết thúc tại đây nha các bác nha. Xin chào các bác, hẹn gặp lại.